Cảm ơn ca sĩ Ngọc Mai đã cho chúng ta một tâm tình thật là trầm lắng và ý nghĩa trong đêm của ngày hôm nay. Thánh Vịnh 127 có viết như thế này: ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Hằng kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ căn đêm. Thật vậy, đời sống của người thánh hiến phải luôn kết hợp với Thiên Chúa. Qua đó họ tìm được nguồn năng động lực để trung thành trong đời sống. Chúng ta cùng với những tâm tình ấy của các chú nhà Phêrô tự qua bài hợp xướng Một đời tin yêu của nhạc sĩ Thái Nguyên. Đi gieo rắc lời ngài, gieo rắc lời ngài,
tình yêu trong con dâng hiến trọn đời. Giờ biết chúa.